Kính chào khán giả đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Yến Nhung và Thanh Lâm rất vui khi được chia sẻ thông tin cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ thứ ba, ngày 26 tháng 3, 2024. Chương trình hôm nay sẽ có các thông tin nổi bật như: Hà Nội yêu cầu trường học thực hiện nghiêm quy định tuyển sinh đầu cấp; thẻ tín dụng có đáng lo ngại; nỗ lực khôi phục sen Hồ Tây. Bây giờ là thông tin chi tiết. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh việc các trường học không được thu tiền giữ chỗ của học sinh. Đơn vị này cho biết thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh về công tác tuyển sinh đầu cấp. Trong đó nhiều trường yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ hoặc thu giữ hồ sơ của học sinh. Điều này gây bức xúc cho học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội. Sở sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Hà Nội có gần 600 trường tư thục, từ mầm non tới trung học phổ thông. Các trường này thường tuyển sinh bằng cách xét học bạ hoặc tổ chức thi riêng. Ngoài học phí và các khoản thu dự kiến về đồng phục, cơ sở vật chất, dịch vụ bán trú, xe đưa đón, nhiều trường yêu cầu phụ huynh nộp thêm phí ghi danh, phí nhập học nếu trúng tuyển. Mức này thường từ 1,5 triệu đồng trở lên, nhiều trường thu 10 đến 20 triệu đồng. Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh việc hệ thống của VN Direct bị tấn công. Trước đó, công ty chứng khoán VN Direct thông báo hệ thống bị tấn công từ 10 giờ ngày 24 tháng 3. Đến sáng qua đã khắc phục và trong quá trình kết nối lại giao dịch. Tuy nhiên, quá trình hồi phục dự kiến sẽ mất thời gian. Đại diện truyền thông của VN Direct cũng khẳng định đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố xảy ra. Đơn vị này cho biết toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công. Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại. Phía VN Direct đang tiến hành kết nối lại sớm nhất để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Thanh toán bằng mã QR được đánh giá là một trong những phương pháp hiện đại không sử dụng tiền mặt và thẻ ngân hàng. Phương pháp này ngày càng được nhiều người dùng ưa chuộng vì mang đến tính tiện lợi cao. Thế nhưng cũng chính vì yếu tố này mà nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, chủ quán đã bị mất tiền oan uổng. Chiêu trò mới nhất là kẻ gian sử dụng lệnh chuyển tiền giả hay sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản. Đó là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng kể từ khi hình thức thanh toán quét mã QR phổ biến. Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh chú ý việc bố trí mã QR nên có mã cố định, làm bảng to để khó có thể đánh tráo hoặc mang trên người. Khi nào thanh toán thì đưa ra cho khách. Đặc biệt, các quán ăn cần cẩn thận với chiêu lừa mới nhất về thủ đoạn đánh tráo mã QR ngân hàng để rút tiền mặt. Thưa quý vị, ngân hàng Eximbank mới đây đã chính thức lên tiếng về việc không có chuyện ngân hàng này thu 8,8 tỷ đồng phí nợ thẻ của khách hàng. Thế nhưng từ vụ việc này đã khiến không ít người nghi ngại về thẻ tín dụng. Vậy thực tế, thẻ tín dụng có nhiều bẫy với khách hàng khi sử dụng không? Tìm hiểu của phóng viên. Thường xuyên dùng thẻ tín dụng, chị Vân đã hình thành thói quen chi tiêu bằng thẻ khi mua sắm. Với chị, thẻ tín dụng còn là cứu cánh cho những ngày chưa đến kỳ nhận lương. Các ngân hàng thì hay có chương trình hoàn tiền giảm giá. Ví dụ như tôi đi mua sắm siêu thị này, đóng học cho con hay đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện thì đều được hoàn tiền khoảng 5 đến 8% gì đấy, mà có tháng tôi được hoàn đến tận 600.000 liền ấy, nên là tôi rất là thích. Trước những thông tin không mấy tích cực về thẻ tín dụng liên quan đến ngân hàng Eximbank, anh Vũ vẫn sử dụng thẻ như một thói quen. Bởi lẽ chỉ cần tuân thủ việc trả nợ thẻ theo thông báo thì thẻ tín dụng có rất nhiều lợi ích. Tôi là một người thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng thì tôi thấy thẻ tín dụng là một sản phẩm rất tối ưu của ngân hàng. Vì thẻ tín dụng có thể là chi tiêu trước, trả tiền sau cũng như là miễn lãi cho đến 45 ngày. Cái này nếu mà chúng ta có thể để ý về kỳ sao kê của nó và thanh toán đúng hạn thì sẽ rất tiện lợi. Theo số liệu mới nhất, hiện Việt Nam có 36,7 triệu thẻ quốc tế đang lưu hành và phát triển nhanh chóng trong thời gian qua. Tiện ích của thẻ tín dụng là thấy rõ, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, không hiểu hết quy định về thẻ, sẽ dễ phải chịu phạt lãi suất cao. Lãi suất cho vay của ngân hàng nói chung và lãi suất thẻ tín dụng nói riêng là gì? Là luôn luôn được công bố. Và đặc biệt là đến cái kỳ hạn trả nợ, chúng ta phải luôn luôn là phải trả nợ đúng hạn. Bởi vì nếu mà chúng ta quá hạn thì lãi suất phạt
đi vay nợ nói chung và đối với thẻ tín dụng nói riêng nó ở mức độ là tương đối cao. Cái này thì tôi xin thưa là các nước cũng làm tương tự như thế. Đối với thẻ tín dụng giống như hình thức vay không phải thế chấp, các ngân hàng đều có quy trình liên quan đến việc nhắc nợ và thu hồi nợ của khách hàng. Họ cũng có những bước tùy theo mức độ, thời gian trả nợ chậm hay lâu dài đến một mức độ nhất định nào đó thì sẽ có bước ứng xử tương ứng. Vâng thưa quý vị, trước tình hình bệnh dại đang phát triển mạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất yêu cầu các chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó mèo, khuyến khích gắn chip để quản lý. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích của quy định này nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách về hoạt động chăn nuôi, quản lý chó mèo, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe người dân, cùng với đó xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, đảm bảo quyền gia súc cho chó mèo, tăng cường ý thức của cộng đồng về trách nhiệm nuôi dưỡng chó mèo và đối xử nhân đạo đối với hai vật nuôi này. Quy định này khi ban hành sẽ điều chỉnh hoạt động nuôi chó mèo làm cảnh, kinh doanh, dịch vụ lưu trú, cứu hộ động vật và các mục đích khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết tình hình cua nuôi của người dân bị chết bất thường lại tái diễn trên diện rộng. Theo thống kê, đến nay đã có hơn 1.900 hectare diện tích cua nuôi của hơn 500 hộ dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại. Trong đó, huyện Đầm Rơi là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất khi có trên 1.224 hectare thuộc 280 hộ nuôi. Mức độ thiệt hại ghi nhận là từ 5 đến 30%. Huyện Nam Căn, vùng nuôi cua nổi tiếng nhất của tỉnh Cà Mau, ghi nhận diện tích cua nuôi thiệt hại là hơn 676 hectare. Theo kết quả phân tích mẫu từ Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu cho thấy, tất cả các mẫu cua đều ghi nhận vi khuẩn Vibrio paraha hemolyticus hiện diện trong tất cả các gan tụy cua có dấu hiệu bệnh lý. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay chưa có kết quả nghiên cứu chính thức giải pháp phòng trị bệnh trên cua nuôi thương phẩm nên chưa có giải pháp phòng trị hiệu quả. Thưa quý vị, một đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam trái phép vừa bị Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Trước đó, vào rạng sáng ngày 23 tháng 3, tại khu vực đường quốc lộ 16 thuộc bản Na Niếng, xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đồn biên phòng Chi Lễ, phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Công an xã Chi Lễ tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện 10 người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện 8 người có quốc tịch Lào, không có các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất nhập cảnh. Lực lượng chức năng sau đó đã xác định đối tượng Sồng Bá Tồng, sinh năm 1999, trú tại xã Chi Lễ, là người tổ chức cho các công dân Lào ở lại Việt Nam trái phép để thu lợi bất chính với giá 1,5 triệu đồng một người lớn. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ Trần Phạm Thái, 37 tuổi, ngụ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó, do nghi ngờ anh Thờ có quan hệ tình cảm với vợ mình, nên chiều ngày 24 tháng 3, sau khi nhậu xong, Thái mang theo một con dao đến nơi làm việc của anh Thờ ở khu phố 2, phường Văn Hải. Tại đây, Thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực anh Thờ. Thấy anh Thờ bỏ chạy, Thái đã đuổi theo để tấn công anh Thờ, rồi sau đó rời khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng anh Thờ đã tử vong do vết thương quá nặng và Thái bị bắt sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Đình Tùng, 30 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ công an, Tùng là đối tượng nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Tùng đã thực hiện hành vi trộm cắp một điện thoại trị giá 26 triệu đồng trên địa bàn xã Sông Rây, rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài, nhưng bị lực lượng công an đã bắt sau đó. Được biết đối tượng Ngô Đình Tùng là người nghiện ma túy. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến việc thí điểm đưa 14 tuyến xe rước khách kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm, bến xe khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. 14 tuyến xe kết nối hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến thành phố Thủ Đức, quận Bình Tân, quận 7, quận 8, quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh và qua quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh.
Mỗi tuyến xe sẽ có 12 phương tiện 16 chỗ phục vụ 24/24 giờ, dự kiến có khoảng 30 điểm dừng đón tại các điểm tham quan, du lịch, mua sắm, bến xe trong nội đô thành phố. Việc thêm 14 tuyến xe chở khách sẽ tạo thêm một lựa chọn đi lại cho người dân khi tới và rời sân bay Tân Sơn Nhất, hạn chế tình trạng taxi dù chèo kéo, chặt chém khách vào những đợt cao điểm lễ Tết. Thưa quý vị, sen Hồ Tây hay còn gọi là sen Bách Diệp được trồng ở các hồ nhỏ quanh Hồ Tây từ thế kỷ 11. Giống sen này có tới 100 cánh và thường được dùng để ướp trà. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện nay diện tích trồng loại sen này đang bị thu hẹp đáng kể. Để góp phần bảo tồn và tiến tới nhân rộng diện tích trồng loại sen này, mới đây các cơ quan chức năng đã thực hiện dự án nhằm khôi phục loại sen này và gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Do thổ nhưỡng, khí hậu, đặc biệt là nguồn nước Hồ Tây đã tạo nên giống sen quý ở đây. Sen quý vì bông lớn, khi nở to như hai bàn tay, có trăm cánh, giữ cho sen một mùi thơm thuần khiết, ngát đượm. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa và ô nhiễm môi trường, nhiều diện tích trồng sen tại đây đã bị mất đi. Chúng tôi làm sen đó là một cái nghề truyền thống của cái xóm này. Nhưng bởi vì làm sao bây giờ nó mai một ly vì cái nước, cái nguồn nước của tất cả những cái xung quanh. Trong 2-3 năm nay, sen của các cô tự nhiên là thối và nó sẽ không ra được hoa. Sen là loại cây khó tính, vì vậy để có thể duy trì, người dân tại đây phải thực hiện rất nhiều biện pháp kết hợp. Tuy nhiên, sản lượng đem lại vẫn không đủ để sản xuất lớn. Những cái yếu tố nguy cơ là lây bệnh là mình sẽ cho công nhân vào vệ sinh hết xung quanh hồ, sau đó rắc vôi bột và sau đó bón thuốc và dần dần mình sẽ đưa nước vào, trồng sen đến đâu mình đưa nước tới đó. Trước tình trạng này, mới đây Ủy ban Nhân dân quận Hồ Tây đã thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ, Hà Nội. Bước đầu, các hộ dân sẽ được cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sen Hồ Tây. Các chuyên gia cây trồng sẽ cùng đồng hành với người dân trong suốt quá trình sen phát triển. Những người mà tiếp nhận cái hồ này phải bơm hết nước ra để chúng tôi xử lý nước, xử lý nguồn đất. Thứ hai là phải khống chế cái nguồn nước, nước bẩn vào, đầm nào có thể ngăn cách được các cái ô thành các ô thì chúng tôi sẽ khuyến cáo cho người dân ngăn cách ra, đắp thành cái ô riêng ra để mà sau này khi mà sen nó mọc lên cái chỗ nào mà bị bệnh ấy, thì mình khống chế nó dễ hơn. Quận Tây Hồ có 18 hồ nhỏ xung quanh Hồ Tây, trong đó khoảng 20,5 hecta diện tích mặt nước có thể trồng sen. Năm 2024, quận Tây Hồ sẽ thí điểm trồng sen trên 7,5 hecta, 13 hecta còn lại sẽ được triển khai những năm tiếp theo. Nếu như năm 2024 mà thành công thì chúng tôi đang trình một cái đề án tổng thể về xử lý tất cả những nội dung liên quan đến môi trường, đến hạ tầng, đến nguồn nước và giống vốn để phục vụ cho việc trở lại phát triển vùng sen của Bách Diệp của quận Tây Hồ chúng tôi. Sen Hồ Tây đã được công nhận sở hữu trí tuệ, đây là loại sen đặc biệt, không nơi nào có được. Việc khôi phục sen không chỉ có giá trị bảo tồn loài sen quý mà còn góp phần vào các dự án phát triển du lịch, tạo đặc trưng cho quận Tây Hồ cũng như du khách mỗi dịp ghé thăm thủ đô. Tiếp tục chương trình là những hình ảnh đáng chú ý được cộng đồng mạng quan tâm trong 24 giờ qua. Một camera hành trình ghi lại khoảnh khắc gây thót tim cho người xem, một xe khách vì muốn vượt qua xe trước mặt đã lấn sang làn đường đối diện để băng lên với tốc độ cao. Đường hẹp, chiếc xe khách này suýt nữa gây tai nạn, rất may là xe đối diện đã xử lý kịp thời. Đã ngồi tại một quán trà chanh vỉa hè, nhiều người đã phải trải qua một phen hốt hoảng khi từ đâu bỗng có một chiếc xe ô tô lao đến hất tung cả quán hàng rong. Rất may mọi người đã chạy kịp và tránh phải một tai họa từ vị khách không mời mà đến này. Còn đây, phụ huynh của bạn trẻ này sẽ cảm thấy như thế nào khi bắt gặp hình ảnh này? Còn đối với những phụ huynh khác, họ đều bày tỏ sự lo ngại cho cậu bé này. Bởi hôm nay may mắn đến với cậu khi gặp các bác tài đi cẩn thận. Nhưng những lần sau sẽ là một mối nguy lớn nếu hành động này vẫn tiếp tục tái diễn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin nóng 24 giờ. Chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin nóng 24 giờ ngày mai, 19 giờ 45 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự vân vân, quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tin nóng đồng nai@gmail.com. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.